Xét nghiệm trên diện rộng được thực hiện ở thành phố Hồ Chí Minh với mục đích nhanh chóng phát hiện, bóc tách F0 để quản lý. Nếu không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ, họ được chăm sóc tại cộng đồng và tiếp cận dịch vụ y tế thông qua các trạm y tế lưu động. Nếu có triệu chứng trung bình hoặc có bệnh nền, họ được đưa tới các cơ sở điều trị người bệnh COVID-19. Để tăng tốc công tác xét nghiệm, Bộ Y tế đã giao Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận 11 chiếc xe xét nghiệm lưu động từ nhà tài trợ, đồng thời tổ chức đào tạo tập huấn nhanh cho nguồn nhân lực để triển khai xét nghiệm cho mọi xã, phường và khu phố. Nguồn nhân lực chính đi thực hiện xét nghiệm được huy động từ Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi xe lưu động có thể thực hiện xét nghiệm từ 2.000 đến 3.000 mẫu đơn một ngày. Xe xét nghiệm lưu động là một cái phòng thí nghiệm sinh học phân tử thu nhỏ. Trên đó có những cái buồng cách âm, có những buồng xử lý mẫu, rồi có những cái máy chiết tách và máy làm PCR để hoàn toàn để đáp ứng được về kỹ thuật để xác định được cái con virus SARS-CoV-2. Và trên cái hệ thống đó thì có đầy đủ các cái phương tiện để đảm bảo về an toàn cho con người sử dụng cũng như là môi trường bên ngoài. Thì cái ưu điểm của xe xét nghiệm lưu động là chúng ta có thể di chuyển đến bất cứ nơi nào, đến bất cứ địa phương nào. Thì như chúng ta biết là trong cái một cái hoàn cảnh bình thường thì cái đầu tư của các phòng xét nghiệm là chỉ đáp ứng được cái nhu cầu xét nghiệm thông thường. Nhưng khi dịch xảy ra thì cái nhu cầu cần phải xét nghiệm nó tăng lên gấp nhiều lần, gấp nhiều chục lần. Và đặc biệt là trong những đợt dịch vừa qua thì chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cũng như của Bộ Y tế của thành phố Hồ Chí Minh là cần phải xét nghiệm trên một diện rộng để chúng ta rà soát được là có những bệnh nhân người bị nhiễm SARS-CoV-2. Muốn như vậy thì cái năng lực xét nghiệm là rất là quan trọng, và khi lấy mẫu ở trên địa bàn thì cần phải có những cái phương tiện, những cái máy móc để thử ngay, để có kết quả ngay. Và khi chúng ta có kết quả càng sớm càng tốt thì cũng giúp cho cái chiến lược điều trị càng tốt. Thì trong cái hoàn cảnh như vậy thì Bộ Y tế đã điều 10 cái xe xét nghiệm lưu động vào cho thành phố Hồ Chí Minh. Và khi có 10 cái xe này thì có sự phối hợp giữa nguồn lực của nhà trường, hóa chất xét nghiệm và kỹ thuật của Viện Pasteur và những nhà đầu tư về máy móc cũng như thiết bị cũng như là phương tiện xe, rồi Sở Y tế là nơi điều hành để quản lý xem cái nhu cầu mỗi ngày, địa phương nào có cái nhu cầu lấy xét nghiệm nhiều thì xe xét nghiệm sẽ đến đó. Và khi xe xét nghiệm đến nơi thì khi đã lấy được mẫu thì đưa lên xe xét nghiệm và xử lý và đọc ngay kết quả. Như vậy thì chúng ta đã đáp ứng được cái nhu cầu, và nhờ cái số lượng xe xét nghiệm này mà của Bộ Y tế đã điều động vào cũng là góp phần là giải quyết cái việc cái số lượng mẫu có lấy được một ngày. Xe xét nghiệm lưu động được trang bị hệ thống máy tách chiết và máy xét nghiệm real-time PCR hiện đại. Quá trình xét nghiệm được thực hiện theo đúng quy trình nghiêm ngặt từ khi nhận mẫu cho tới khi trả kết quả. Trong thời gian vừa qua thì Bộ Y tế đã sử dụng 10 cái xe cho thành phố Hồ Chí Minh, và sau khi sử dụng một thời gian thì thấy rằng là cái hiệu quả của xe xét nghiệm lưu động rất là tốt, và Bộ Y tế sẽ điều tiếp thêm là 3 xe. Và cho đến ngày hôm nay thì khi các địa phương khác có dịch, tần suất cần phải làm xét nghiệm nhiều hơn, nên Bộ Y tế đã điều 2 xe xuống Kiên Giang và 2 xe xuống Bình Dương. Như vậy chúng ta thấy rằng là cái hiệu quả của cái xe rất là tốt. Riêng ở thành phố Hồ Chí Minh thì sau một thời gian 10 xe hoạt động lưu động thì chúng tôi đã có kết quả trên 90.000 mẫu. Như vậy là góp phần vào cái số lượng mà đáp ứng được cái lấy mẫu cũng như là trả kết quả cho người dân ở thành phố Hồ Chí Minh. Thạc sĩ Trần Nhật Nguyên, Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh là người trực tiếp phụ trách vận hành hoạt động xe xét nghiệm lưu động tại quận 12. Kiểm tra giùm anh cái mẫu ở ô cấp 1 để chuyển thay 30 luôn nha. Xe xét nghiệm lưu động được bố trí ngay cạnh Trung tâm Y tế quận 12. Cử nhân Nguyễn Dạ Thảo, trưởng khoa xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh Trung tâm Y tế quận 12 chia sẻ. Khi mà nhận được tin đó là có xe xét nghiệm lưu động về quận thì lãnh đạo của Trung tâm Y tế quận và nhân viên khoa xét nghiệm rất là vui, bởi vì xe là được đặt ở vị trí gần ở Trung tâm Y tế, là thứ nhất là rút ngắn cái thời gian mình vận chuyển mẫu, tiết kiệm thời gian công vận chuyển nữa. Rồi thứ hai là mẫu được gửi sớm thì xét nghiệm được nhận làm xét nghiệm sớm thì kết quả có sớm. Điều đó đồng nghĩa với là cũng rút ngắn được một khoảng thời gian khoảng 1-2 giờ. Thì thời gian đó
cũng để kịp thời truy vết, để bóc tách F0 và đưa đi cách ly. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã nhấn mạnh tại lễ đón nhận xe xét nghiệm lưu động tại Thành phố Hồ Chí Minh, doanh nghiệp trên cả nước nói chung và tại Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng là mắt xích quan trọng trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Trong thời gian qua, các doanh nghiệp đã có những hoạt động thiện nguyện hỗ trợ trang thiết bị y tế rất tích cực cho ngành y tế nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Tôi xin cảm ơn những đóng góp chung tay quý giá của các doanh nghiệp.